Cô chào các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Nhân Bé thân mến. Hôm nay chúng ta học tiết hóa lớp 9 bài ôn thi học kỳ 1. Ở bài này cô sẽ ôn cho con các chủ đề sau. Chủ đề thứ nhất chúng ta sẽ học về chuỗi phản ứng. Cô cho con một cái chuỗi. Chuỗi của cô là chuỗi bắt đầu bởi kim loại là natri. Để làm chuỗi thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh số vào chuỗi. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh số vào chuỗi ha. Rồi. À, mỗi mũi tên chúng ta sẽ cho một con số theo thứ tự số 1, số 2, số 3, số 4 chúng ta đánh thứ tự ha. Số 5 và số 6. Rồi cái chuỗi của chúng ta có 6 phương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ làm phương trình số 1, ngoài lề con ghi 1 trong ngoặc. Từ natri con viết phương trình cho cô ra Na2O. Thì con nhìn đằng trước dấu mũi tên và đằng sau dấu mũi tên, chúng ta thấy ở đây còn thiếu O2. Viết xong thì chúng ta chỉ việc cân bằng ha. Chúng ta cân bằng. Rồi, 4 natri, 2 oxy, 1 oxy và 2 Na2O. Tiếp, chúng ta lần lượt làm qua dấu mũi tên số 2. Mũi tên số 2 bắt đầu từ Na2O và kết thúc là NaOH. Rồi, nhìn vô phương trình này, khi chúng ta viết như vậy, chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta thiếu là H2O. Rồi, viết xong phương trình thì chúng ta sẽ cân bằng số 2. Tiếp, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm phương trình số 3. Chúng ta viết chất ban đầu là NaOH. Chất phía sau dấu mũi tên là Na2CO3. Và chúng ta nhìn xem coi phản ứng còn thiếu gì. Thì để lên được gốc CO3, chỗ này chúng ta sẽ thêm chất là CO2. Đằng trước có hydro, đằng sau chưa có, vậy thì chỗ này chúng ta thêm nước. Viết xong chúng ta chỉ việc cân bằng 2Na là đủ. Phản ứng số 4. Phản ứng số 4 bắt đầu từ mũi tên số 4 bắt đầu từ Na2CO3 và kết thúc là Na2SO4. Rồi, dựa vào 7 chú ý làm chuỗi cô có dạy cho con ở phía trước để chúng ta làm ở đây cho nhanh. Thì chúng ta nhìn đây có gốc CO3, gốc CO3 đằng trước có gốc CO3, kế bên chúng ta sẽ bỏ axit. Đằng sau là SO4, vậy chúng ta sẽ bỏ axit H2SO4. Natri lấy SO4 hình thành Na2SO4. Vậy thì hydro đi với lại gốc CO3, chúng ta có H2CO3 là một chất không tồn tại, bị phân hủy ở nhiệt độ môi trường thành H2O và CO2. Phần này tự động cân bằng. Tiếp, chúng ta qua mũi tên số 5. Mũi tên số 5 bắt đầu từ Na2SO4 và kết thúc là NaCl. Rồi, đằng trước có gốc SO4, đằng trước SO4, kế bên chúng ta sẽ bỏ Ba, đằng sau có Cl, vậy thì chỗ này sẽ là BaCl2. Rồi, hình thành chất natri lấy clo còn lại bari đi với SO4. Hình thành chất và sau đó chúng ta sẽ cân bằng con số 2 vô NaCl. Tiếp, chúng ta qua phản ứng số 6. NaCl cho ra NaOH. Ở đây chúng ta sử dụng chú ý số 7. Chú ý số 7 nếu đằng sau có nhóm OH, phía trước chúng ta sẽ cộng NaOH hoặc cộng nước của bài muối. Nhưng ở đây không cộng NaOH bởi vì đề của chúng ta chất là NaOH nên không thể cộng NaOH ngay chỗ này. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cộng nước. Cộng nước thì đây chính là phản ứng điện phân dung dịch màng ngăn, phản điều chế NaOH. Phía sau này chúng ta còn Cl2 và H2. À, phản này chúng ta thuộc bài ha. Cân bằng phương trình là ba con số 2. Đó. Rồi, lần lượt chúng ta làm từ mũi tên số 1 cho đến mũi tên số 6 và theo nguyên tắc là chúng ta viết chất đầu, chất sau rồi chúng ta ngồi nhìn thêm chúng ta phương trình còn thiếu cái gì thì chúng ta bổ sung vô chất đó. Sau khi bổ sung xong thì chúng ta cân bằng phản ứng nữa là đủ. Rồi, phần trên đây cô đã trình bày xong chuỗi natri. Tiếp theo bài tập về nhà của con là một chuỗi của kim loại mạnh kali tương tự như chuỗi natri. Kim loại trung bình, cô cho con 3 kim loại, đó là nhôm, sắt. Sắt lên FeCl2 và FeCl3, con lưu ý ở trong phần bài sắt.
và cuối cùng là một chuỗi kim loại yếu ha. Vậy thì đề thi của con người ta sẽ tập trung xoáy vào những cái chuỗi như thế này: chuỗi kim loại mạnh, chuỗi kim loại trung bình hoặc là chuỗi kim loại yếu. Đó. Con nhớ lề về nhà làm bài tập này nhiều lần. Rồi. Tiếp theo, cô dạy cho con phần phân biệt dung dịch. Ở phân biệt dung dịch, chúng ta sẽ phân biệt các lọ mất nhãn sau đây. Để làm bài này, đầu tiên con dở phần bài học ở phía trước ha. Cô có hướng dẫn, đầu tiên chúng ta sẽ phân loại. Có nhóm OH, chúng ta cho đây là base dung dịch. Hiro đứng đằng trước, đây là axit. H2SO4, đây cũng là loại axit. Có nhóm OH, đây là loại base dung dịch. Rồi, bài có axit và base thì chúng ta sẽ cho quỳ tím. Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu ha, lần lượt vào các mẫu. Rồi. Chúng ta nhớ một nguyên tắc: 3 hóa xanh, A hóa đỏ. Vậy ở bài này chúng ta có 2 base thì 2 mẫu quỳ tím sẽ hóa xanh. Đó, 2 mẫu quỳ tím hóa xanh. Chúng ta cứ nhớ là 3 xanh anh đỏ sẽ không bao giờ quên. Là NaOH và CaOH 2 lần. Rồi, 2 mẫu quỳ tím hóa đỏ. Hóa đỏ. Axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ, đó là HCl và H2SO4. Vậy thì cái việc nhúng quỳ giúp cho chúng ta phân làm hai loại, loại quỳ hóa xanh và loại quỳ hóa đỏ, chưa tìm ra được ai hết. Rồi. Đối với 2 base, đối với 2 base thì chúng ta tiếp tục sẽ cho CO2. Về bước tiếp theo chúng ta sẽ cho CO2 vào dung dịch NaOH và dung dịch CaOH 2 lần. Chúng ta sẽ thấy là một mẫu ha, một mẫu kết tủa. Một mẫu kết tủa đó chính là lọ chứa CaOH 2 lần. Và một mẫu không có hiện tượng. Không có hiện tượng. Đó chính là lọ chứa NaOH. Đến đây chúng ta phải viết phương trình ha. CO2 cộng CaOH 2 lần. Chúng ta sẽ cho ra Ca, CO2 tạo muối sẽ lấy gốc CO3 và H2O. Vậy là đến đây chúng ta đã tìm ra được CaOH, đồng thời chúng ta cũng tìm ra được NaOH. Còn lại hai axit, chúng ta sẽ nhận biết dựa trên thứ tự ưu tiên, gốc clo và gốc SO4, chúng ta sẽ ưu tiên gốc SO4 trước. Vậy thì gặp SO4 chúng ta sẽ cho dung dịch BaCl2. BL2 vào. Khi cho dung dịch BaCl2 vào HCl và H2SO4 sẽ có một lọ, một mẫu xuất hiện kết tủa. Một mẫu bị kết tủa đó chính là lọ chứa H2SO4. Và một mẫu sẽ không có hiện tượng. Không có hiện tượng. Đó chính là lọ HCl. Sau đó chúng ta sẽ viết phương trình minh chứng ha. BaCl cộng H2SO4 sẽ cho ra là BaSO4 cộng HCl. Viết phương trình xong thì chúng ta sẽ cân bằng. Rồi, vậy thì dựa trên BaCl2 chúng ta tìm được H2SO4 và HCl. Đây là bài mẫu ha. Con xem hướng dẫn bài mẫu và về nhà con sẽ làm cho cô bài số 2. Trong bài số 2 cô cho con 2 bài, một bài A và một bài B. Một bài A và một bài B. Rồi. Con về nhà con làm cho cô. Rồi, ở tiết thứ nhất thì cô chỉ ôm cho con 2 chủ đề. Vậy thì qua tiết thứ 2 của tuần này, cô sẽ ôm tiếp cho con chủ đề tính chất hóa học. Ở trong học kỳ 1 này thì bài thi của chúng ta sẽ đến chương hết chương kim loại. Vậy thì về tính chất hóa học, chúng ta sẽ xoáy vào tính chất của base, của muối và của kim loại. Vậy thì đến bước 1, bài số 1 này cô xoáy vào tính chất hóa học của base. Để làm được tính chất hóa học của base thì con phải thuộc bài. Base thì có hai loại, một là base dung dịch, hai là base rắn. Rồi, base dung dịch thì tác dụng với axit, ba rất thích A
tác dụng với OA và tác dụng với lại muối. Muối con nhớ là muối phải mang trạng thái dung dịch và muối này phải lấy kim loại trung bình yếu. Trung bình yếu. Còn bazơ rắn thì cũng tác dụng với axit giống như bazơ dung dịch nhưng không tác dụng với OA. Ngược lại, bazơ rắn có khả năng bị phân hủy ha. Phân hủy. Rồi. Vậy thì bazơ rắn có 2 tính chất, còn bazơ dung dịch của chúng ta có đến 3 tính chất. Tính chất thứ tư là tính chất quỳ tím, thì cô không có nêu ở đây ha. Tác dụng với quỳ tím, làm quỳ tím hóa xanh. Đó. Vậy dựa vào cái tính chất này, dựa vào cái phần lý thuyết bài học này con nắm cho kỹ, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài thứ nhất, câu A. Rồi. Câu A, người ta cho con một số bazơ sau và người ta hỏi chất nào tan, chất nào không tan. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời chất tan. Tan này có nghĩa là tan trong nước. Bazơ tan trong nước là bazơ của kim loại mạnh. Vậy thì đây là bazơ tan trong nước, đó chính là NaOH. Bazơ tan trong nước người ta gọi là bazơ dung dịch. Còn bazơ không tan, chất không tan. Chất không tan thì chúng ta sẽ lấy kim loại trung bình và yếu. Đây là kim loại yếu, đây là kim loại trung bình. Vậy thì chúng ta có 2 bazơ rắn. Ba rắn chúng ta có 2 chất, đó là CuOH 2 lần và FeOH 3 lần. Rồi, cô đã xong câu A. Giờ bây giờ chúng ta qua câu B. Chất nào tác dụng với SO2? Chất tác dụng với SO2. SO2 là một OA, vậy thì B muốn tác dụng với OA phải là B dung dịch, mà B dung dịch chính là beta. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có NaOH trả lời. Còn 2B không tan không phản ứng, chúng ta sẽ viết phương trình SO2 cộng với NaOH sau câu trả lời sẽ cho ra muối Na. SO2 sẽ lấy gốc SO3, SO3 hóa trị 2, natri hóa trị 1 hình thành chất Na2SO3 và đằng trước có hydro nên đằng sau sẽ có nước. Chúng ta cân bằng. Chúng ta nhớ như vậy đó là chúng ta sẽ viết được phương trình phản ứng ha. Tiếp câu C. Câu C đề hỏi chúng ta là chất nào sẽ tác dụng với HCl? Chất tác dụng với dung dịch HCl. HCl là axit. Ba nào cũng tác dụng với axit. Con nhìn lên bài học. Ba nào cũng axit, vậy ở trên đây có ba chất thì chúng cả ba chất này đều phản ứng. Cho nên chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời là cả ba chất đều phản ứng. Sau khi có câu trả lời xong, chúng ta sẽ lần lượt viết phương trình từng bazơ với HCl. Rồi, đây là phản ứng trung hòa. Ha, Cu sẽ lấy gốc Cl2 và H2O. Viết xong chúng ta chỉ việc cân bằng 1 2 1 2. Tương tự chúng ta sẽ viết NaOH cộng với HCl. Rồi, đây cũng là phản ứng trung hòa, nhóm OH và clo đổi chỗ. Vậy thì sẽ cho ra NaCl cộng H2O. Phản ứng thứ 3 là FeOH 3 lần cộng với HCl. Sẽ cho ra là FeCl3. Nhóm OH và clo đổi chỗ. Fe bên đây hóa trị 3 nên bưng hóa trị qua đây. Vậy thì chỗ này clo hóa trị 1 hình thành chất FeCl3 và cộng H2O. Rồi viết xong thì chúng ta chỉ việc cân bằng. Cân bằng. Tỷ lệ 1,3,1,3. Rồi, cô đã làm xong câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu D. Chất nào bị phân hủy? Thì chúng ta nhìn lên tính chất hóa học. B bị phân hủy, chỉ có B rắn mới bị phân hủy. Vậy thì chất bị phân hủy, phân hủy, đó là B rắn, mà B rắn là B không tan. Vậy đó là CuOH 2 lần và FeOH 3 lần. Rồi, trả lời xong thì bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình CuOH 2 lần phân hủy sẽ cho ra là OB, là CuO và nước. Tương tự như vậy, FeOH 3 lần phân hủy chúng ta sẽ cho ra Fe2O3 vì sắt ở đây đang hóa trị 3 cộng với nước. Rồi chúng ta kiểm tra và cân bằng phương trình. Rồi tỷ lệ là 2,1,3.
Rồi. Rồi, đây là bài tập dựa trên tính chất hóa học. Vậy thì nói lại lần nữa, để làm được loại bài tập này thì phần tính chất hóa học của 3 giờ con phải thuộc kỹ ha, con phải thuộc bài. Rồi, tiếp theo cô sẽ cho con bài tập về tính chất hóa học của kim loại sắt ha. Con dở phần bài học tính chất hóa học của sắt, con sẽ làm được phần này. Bài 2 và bài 3. Bài 3 này là tính chất hóa học của muối nha. Rồi. Con về nhà con sẽ luyện tập cái phần này cho cô. Rồi, trong tiết 2 này thì loại thứ hai, chủ đề thứ hai cô dạy cho con đó là phân biệt chất rắn. Cụ thể là chúng ta sẽ phân biệt các kim loại. Để làm bài này thì trong bài học phía trước ha, ở những tiết trước cô cũng đã cho con phần bài học. Để làm thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ lấy mẫu nè. Rồi, tất cả các bài phân biệt câu đầu tiên luôn luôn là lấy mẫu. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ phân loại. Phân loại kim loại có 3 cấp độ, con phải chỉ ra được là kim loại mạnh, kim loại trung bình và kim loại yếu. Thì natri là kim loại mạnh, Cu là kim loại yếu và Fe là kim loại trung bình. Rồi. Ở trong bài phân biệt thì sau khi phân loại xong thì chúng ta ưu tiên nhận biết kim loại mạnh. Thấy kim loại mạnh chúng ta sẽ cho nước. Vậy ở đây chúng ta sẽ cho nước vào các mẫu. Rồi. Bài chúng ta có một kim loại mạnh nên một kim loại sẽ tan và xuất hiện khí. Kim loại tan và xuất hiện khí đó chính là natri. Hai kim loại còn lại không hiện tượng. Không hiện tượng đó là Cu và Fe. Rồi chúng ta sẽ viết cái phương trình minh chứng cho cái điều này là natri cộng với nước sẽ tan, tan sinh ra NaOH, xuất hiện khí đó là H2. Rồi chúng ta cân bằng phương trình. Cân bằng phương trình. Vậy là chúng ta đã tìm ra được kim loại là natri. Rồi, còn một kim loại yếu và một kim loại trung bình thì ưu tiên tiếp theo là ưu tiên kim loại trung bình. Gặp kim loại trung bình chúng ta sẽ cho dung dịch HCl. Phần này hoàn toàn trong bài học. Rồi, khi cho dung dịch HCl vô thì một kim loại sẽ tan và xuất hiện khí. Xuất hiện khí đó chính là kim loại trung bình Fe. Và một kim loại sẽ không có hiện tượng. Không có hiện tượng đó chính là kim loại yếu Cu. Rồi chúng ta sẽ viết phương trình minh chứng. Đó là Fe cộng với HCl. Tan sẽ cho ra FeCl2 và H2. Rồi chúng ta cân bằng phương trình. Rồi, trên đây cô đã vừa hướng dẫn cho con xong làm bài phân biệt kim loại. Bài thứ nhất. Rồi, cô cho con hai bài tập về nhà ha. Là chúng ta sẽ có phân biệt hai bài tập sau đây, con tự làm để rèn luyện thêm cho mình, để cho mình thuộc bài. Rồi. Bài học trên đây của cô đã hết rồi.